Hay nhỉ, bao tiền một con chó này đấy hả chị ơi? Nhưng mà em xem một được không hả chị? Vâng, em sờ một cái nhá. Đấy em ơi. Căn bản là em đi tiêm con chó của em đi qua đây thấy cũng bán hay hay. À, nhiều hôm qua có một bạn bảo mình bảo là sao anh Long Đen mà tại sao cứ toàn nuôi những con vật màu trắng. Hôm nay thì tỉnh rồi. Vâng. Loài này giờ mấy chục nghìn một con hả chú? Hôm nay ông sư tỉnh nó 130. À, 130 một con cơ ạ. Vậy là cái khung vườn của mình mơ ước đã xong xuôi đâu đấy rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ thì mình đang cắt tỉa một vài cái bông hoa nó đi, bởi vì là mình cũng chuẩn bị là hãm hoa Tết mà. U na na, hoa đẹp thế nhỉ. Ở đầu video cho Long Đen gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành theo dõi video cùng với Long Đen. Sau vài ngày Long đã khắc phục cái khu vườn của mình thì cũng rất nhiều các bạn hỏi thăm là khu vườn của anh Long, tình hình các chú công an và ủy ban xã đã thế nào rồi. Thì trước tiên thì mình cũng chia sẻ với các bạn là cái công việc của mình sau ngày hôm nay đã xong cái khu vườn này, là để xếp gạch để đi từ hàng nọ sang hàng kia, nó vừa sạch sẽ hơn, vừa mỹ quan hơn và đủ tính chất và pháp lý hơn. Thì quay trở lại cái câu chuyện là ủy ban xã như thế nào rồi, thì các bạn thấy đấy, khi luật đất đai hiện hành ra thì không được xây dựng trái phép cố định bất cứ thứ gì trên diện tích đất nông nghiệp. Thì mình cũng có tân tạo một chút là hàng rào này, rồi thì cổng này, rồi thì một số cái hạng mục láng xi măng ở về cửa kia thì mình cũng đã cắt bỏ đi và đập phá đi rồi. Thì các bạn có thể thấy đấy, cái cổng từ ngày trước thì nó là cái cổng sắt to, thì bây giờ thì mình cũng đã cắt đi và làm lại cổng với cái hiện hành của pháp luật là tạm thời. Tức là tất cả những mọi thứ là đều tạm thời, gạch đây cũng xếp tạm thời. Thì đó là cái thời gian vừa rồi mình cũng đã khắc phục. Còn thì nó đã đi đến đâu và nó như thế nào, thì các chú công an và ủy ban xã cũng cho phép mình là cải tạo dần, sửa đổi dần theo thời gian ngắn nhất để mình chuyển đổi tạm thời tất cả những thứ ở trên diện tích đất nông nghiệp này của mình. Thì đó cũng là một cái điều tạo điều kiện cho mình để mình làm lại, khắc phục lại, mình gọi là đơn giản là gọi là sửa lỗi. Thì đó là những cái rất nhiều các bạn quan tâm trong thời gian vừa qua, thì mình cũng gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã đồng hành theo dõi rồi thì quan tâm tới Long. Thì mình cũng không biết nói gì hơn cả, thì cái gì cũng vậy thôi, làm đúng thì không ai người ta trách mình được, thì làm sai thì người ta có quyền hỏi thăm và mình gọi chuẩn ra thì là nghiêm cấm. Thì nó đơn giản là như vậy. Thì thôi, quay trở lại cái câu chuyện, cũng vài cái câu chuyện mà các bạn cũng quan tâm với mình là sao anh Long trồng hoa hồng mà cũng chẳng bao giờ thấy bán ở trên kênh hoặc là quảng cáo gì ở trên kênh. Thì mình cũng chỉ mong muốn rằng là cái kênh về động vật này thì mình hạn chế thấp nhất những cái gì mà gọi là mình gọi là buôn bán, tức là hạn chế tối thiểu nhất. Chỉ mong sao là gửi tới cho các bạn là những cái điều gì, những cái con vật, những cái chăm sóc
để trọn vẹn một cái video giải trí nhất để sau một ngày làm việc hoặc sau một ngày học tập các bạn có những giây phút giải trí, có thể là cái video hay, có thể là cái video nó cũng chưa được hay lắm, thì đó là cũng là những cái gì mà mình mong muốn nhất ở cái kênh Long Đen này của mình. Còn bây giờ thì thôi, chúng ta cùng quay trở về với lại công việc chăm sóc cái con vật trong cái video ngày hôm nay. Mong rằng là các bạn có thể là ủng hộ kênh Long Đen giúp mình nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng về thôi. Bơ, làm gì đây? Đi, chuẩn bị đi tiếp nào. Ra đây. Đi tiêm mua sợ không? Hả? Bơ có sợ đi tiêm không? Hôm nay đi tiêm một mũi nữa nhá. Mặt mũi nhem nuốt bẩn thỉu lắm rồi. Lắm. Cống hết vào đây rồi. Meo 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 rửa mặt như mèo. Sao? Chuẩn bị sẵn đồ đạc cho hôm nay mình lại đưa con Bơ của mình nó đi tiêm các bạn. Mình liên hệ với chủ thì người ta bảo là chỉ mới tiêm được một mũi thôi, thì thành ra là hôm nay mình lại phải cẩn thận hơn, mình đi tiêm thêm mũi nữa các bạn. Đây, vào đây, vào đây nhá. Đấy, chơi với anh Long, lau mặt lau mũi cho sạch sẽ ngay, vào đây. Chuẩn bị lên đường. Nằm xuống. Nằm xuống đi. Nằm im nhá. Nhớ chưa, không được cựa quậy. Im. Anh mặc áo đã. Im đấy. Nhảy ra là lộ cổ đấy, nhớ chưa? Ít ngon lành luôn. Ngồi im. Cựa là ngã nhá, nhớ nhá, cựa là ngã đấy nhá, làm im đây. Ai trời ơi, không phải của Kem đâu, không phải của Vâu đâu. Cứ thấy mang cái này ra cái là cái con Vâu của mình nó lại nhớ về cái ngày xưa của nó. Tức là nó chuyên ra được chủ chắc là cho ngồi ở cái này. Mình đang chuẩn bị mang cái thứ đồ này đi, thế nhưng mà để trên xe ấy, thì là nó không có vừa, thế là thành ra là lại phải đổi. Ở đấy nhá. Đây. Vào quá đi chứ. Nhớ đúng nghề luôn. Các bạn thấy không? Nó không quên được đâu mà. Vì chính tỏ là ngày xưa chủ cũ của nó rất luông chiều nó khi mà cho nó đi đi đâu đấy. Thôi đi ra để cho Bơ vào đi. Không. Không ra đây. Không. Đi chơi nhá. Thích lắm. Kéo khóa đi chơi nhá. Xuống đi, đi ra đi. Không ra đâu. Kem, đây. Ra đây kem. Vì hắn biết là cứ đi vào trong này là hắn được đi chơi mà. Cho nó mượn một tí thôi. Phải của mày không? Cho nó mượn một tí thôi, không phải đòi. Hê hê ở đấy. Đòi đấy, đòi của hắn đấy. Tức là của tao, sao mày lại lấy của tao đi chơi? Ngồi im nhá. Chưa đi bao giờ. Hôm nay hắn được ở trong cái giỏ này, hắn ta sợ, hắn ta hoảng, hắn ta ấm ảng cả nhé. Ngồi im. Gần tới rồi. Vẫn đi qua cái khu vực mà mình vẫn hay bắt cá cờ đấy các bạn này. Rồi chốc quay trở lại xem nó còn nhiều nước không, bởi vì là chả vừa rồi nó cũng có một vài cái trận mưa ấy. Thì mong sao là có thể nó đầy thêm một chút nước nữa. Tôi chết rồi. Đẹp rồi. Gặp đúng ổn buổi chợ rồi. Ôi nhiều con vật quá. À có khả năng là mình tiêm xong chú chó này mình sẽ ra quay gửi tới cho các bạn một cái góc chợ con vật này một chút xíu nhỉ. Anh ơi, anh tiêm giúp em một mũi cho con chó hộ em cái. Đã tới nơi rồi. Lần này thì mình cũng không có đi bác sĩ đâu các bạn. Có cái anh ở gần đây thì tiện mình cũng mang lên đây cho nó gần luôn. Và thứ hai nữa thì cũng vẫn là cái mũi tiêm đấy thôi mà, nó không có khác gì nhau đâu. Để mình tiêm cho chú chó này xong, sau đó thì mình ra quay chợ một chút xíu nhá. Thấy có cả bán cả chó này, bán cả ngỗng này. Thấy hay ghê ấy. Ra đây em ơi.
lâu không sử dụng, nó khóa nó kẹt mất rồi. Ra đây. Rồi, xong rồi. Đi vào đây. đi vào đây nhá. Ngoan, nghe là. Đi vào trong này. Xíu là khỏi ngay mà. Được cái là chợ quê này là cũng hay, có mỗi một gian nó lại có một cái kiểu bán. À, chị em ngắm gà một chút xíu nhá. Đây là loại gà gì đây hả chị ơi? À, gà mía. Vâng. À, chị có hay nhập gà Đông Tảo Lai về không? Không loại đấy ạ. Vâng. Thế cho em ngắm một chút xíu nhá. Trong này thì lại hàng thịt này. Em chào chị. Hay nhỉ. Bao tiền một con chó này đấy hả chị ơi? Nhưng mà em xem một được không hả chị? Vâng, em sờ một cái nhá. Đấy em ơi. Căn bản là em đi tiêm con chó của em, đi qua đây thấy cũng bán hay. À, nhiều hôm qua có một bạn bảo mình, bảo là sao anh Long Đen mà tại sao cứ toàn nuôi những con vật màu trắng. Thế nhưng không phải đâu các bạn, chẳng biết là duy tâm hay là duy vật ấy, thì là mình không nuôi được chó đen đâu. Cứ nuôi chó đen là nó không có được. Thế cho nên là mình không có dám nuôi chó đen, mặc dù rất chi là thích. Em vàng này thích rồi. Lông mịn tít luôn. Đấy. Ôi. Ờ, ngày trước còn có cả bán mèo cơ, nhưng hôm nay không có hàng mèo chị à? Vâng. Hôm nay không có hàng mèo. Về này thì toàn hàng gà thôi. À đây. Vâng. Cháu chào chú nhá. À, đây là ngỗng này. Ngỗng sư tử hả chú ơi? Ấy. Ngan này, vịt này, ngỗng này. Ăn khỏe ghê đây. Vâng. Loài này giờ mấy chục nghìn một con hả chú? À, 130 một con cơ ạ. Lúc này nó chỉ có 70.000 thôi. À vâng. Loại này của nó 7-8 cân cơ. Ăn khỏe ghê đây. Ăn khỏe lắm. Cứ đổ bao nhiêu hết bấy nhiêu. Loại này mà nó lai mai lớn lên nó trông nhà thì thôi rồi. Đấy. Bên này chú bán gà đây, chú tiêm luôn cả. Đây là người mua cái chú tiêm phòng luôn cho luôn à? Chú tiêm luôn cả đấy luôn. Vâng, cẩn thận thế nhỉ. Rồi cháu. À, cái dãy này là dãy bán những cái con vật. Hôm nay thiếu mèo. Vâng cháu, dãy ở trong kia thì nhiều mặt hàng lắm các bạn ạ. Thôi bây giờ thì mình mang cái con cún của mình về đây. Không thì nó để ở đây nó cũng sợ mà. Chợ quê thì cũng đơn giản vậy thôi, chẳng có cái gì đâu. Hàng cá thì riêng hàng cá, hàng vải thì riêng một vải. Anh ơi cho em xin con cún nhá. Về đi em ơi. Đây nhà anh có con mèo, này là con mèo anh có sợ đâu anh? Ai sợi, ai à, nó theo này. Ờ, anh em tưởng anh có cả con chim sao mào nữa nhỉ? Anh chơi cả chim sao mào nữa này. Đúng là bác sĩ thú y này cứ chơi nhiều con vật. Em vừa rồi em cũng nhận một con Bengal, nó giống như con báo đốm ấy, nó cũng to gần bằng con này. Con này của anh chắc phải 5 cân ấy nhỉ? Lông mà tốt thôi. À, của em là được 4,5 cân. Thôi em về đây. Vâng. Thôi bây giờ lại hành trình về thôi. Về thêm cái ổ cá cờ kia thôi các bạn ạ. Đây mình thử qua hàng cá xem sao. Đi vòng đường này được mà. Wow. Đi vào trong này thì nghe vẻ là hơi đông một chút xíu, hơi khó đi. Chết rồi. Hết đường đi rồi. Wow. Chị mới buôn bán thêm ngạch mới hả chị ơi? Đâu? Hàng con rau này. Bác ơi cho cháu đi nhờ cái bác ơi. Đâu con ra rồi nó wow. Úi dồi. Đợt này thì cũng may là nhà mình cũng trồng được ít rau ấy. Thế thành ra là cũng không phải đi mua mấy. Mọi ngày thì toàn phải lên trên này để mua rau về cho chim trĩ này. Rồi thì các con vật của mình ấy. Ủa, bác ơi cho cháu đi nhờ cái bác ơi. Chị ơi cho em đi nhờ cái. Úi dồi. Đấy, ra khỏi cổng chợ luôn. Ra khỏi chợ cái thấy nó đỡ ồn ào ngay. Sao rồi em? Có mệt không?
ở đây nhá. Thì vừa nãy như mình cũng đã nói rồi là mình muốn quay một chút về cái chỗ mà ngày xưa mà mình vẫn hay bắt ổ cá cờ này này. Thì có thể là nhìn trên màn hình của các bạn cũng thấy đấy, không phải là mình khoe đâu hoặc là cái ý đồ gì đâu, mà đơn giản là cái giống cá cờ ở rất rất nhiều nơi nó cũng đã thuộc vào hàng khan hiếm rồi các bạn ạ. Mình còn nhớ là ngày xưa ấy, là Quế mua cá cờ ở Hà Nội về ấy, là mỗi một cặp là 70.000 cơ. Thế mà hôm qua ấy, có một anh đấy, các bạn có thể nhìn trên màn hình, anh bảo là để cho anh 5 đến 10 cặp luôn. Thế nhưng mình không có bán các bạn ạ. Bởi vì là không phải là mình không thích tiền, như mình cũng đã nói rồi, không phải mình không thích tiền, mà đôi khi ấy, mang được chúng nó về nuôi nhìn thấy chúng nó đẹp không nỡ lòng nào bán luôn. Đấy là thực sự là trong thâm tâm của mình là như vậy. Thế cho nên là mình cũng bảo rồi, nếu như mà ai mà thực sự mà thích cá cờ, mình không có thời gian đi gửi mà đến thì mình vẫn cứ tặng mà. Nhưng bây giờ thì mình chưa biết con nào là trống, con nào là mái đâu. Thế thành ra nếu mà bắt bây giờ mà cho thì cũng nhiều khi là có bạn thì được hai con trống, có bạn nhiều khi là được cả hai con mái cơ. Nó rất chi là khó. Đây, may cái chào vừa rồi ấy, thì nó lại mưa thêm được một chút xíu, thế là nó cũng đỡ khô hơn. Thì có khả năng là nó cũng cứu sống được nhiều đấy, chứ không phải là ít đâu các bạn. Nhiều những con cá cờ đấy. Chỉ cần ngập lên một chút xíu thôi là những con cá cờ ở trong những cái khe kẽ của những cái cây cỏ kia là nó cũng ra mà. Đó. Nhưng mà cũng may. Đây, có thể là nhìn trên màn hình của các bạn là mình nhìn đứng đây mình có thể nhìn thấy một con nó đang dựa dựa đây này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Thế là cũng có một cái cơ hội để chúng nó sống sót mà. Chứ còn thì thực sự trong thâm tâm của mình ấy, nói thì không phải là kêu đâu, thật sự là rất nghèo. Thế nhưng mà có những lúc này không cần tiền, các bạn thấy có tin không? Không phải là mình kêu, mà cái đơn giản là mình thích, mình không nỡ lòng nào bán. Rồi thì mình thích thì mình lại nhân giống nó ra. Đấy, đó là cái điều mình mong muốn tới tất cả mọi người cũng cùng cái sở thích của mình để nhân giống cái cá cờ này ra nó được nhiều hơn ở trong cái môi trường tự nhiên. Nhìn thấy cá là nhìn thấy cái vũng nước này là lại muốn vay rồi đấy. Bởi vì là nhìn thấy những con cá cờ này là thật sự là mình muốn vay luôn. Rồi bây giờ thì mình chia sẻ với các bạn một chút cái tâm tư của mình như vậy thôi. Bây giờ thì mình mang em bơ nó về đây không ạ? Thấy chúng nó có một chút rũ, tí nữa vỡ mồm. Thấy chúng nó có một chút nước sống là tốt rồi. Ấy, quá tuyệt vời luôn. Về rồi, về rồi. Về rồi đây. Tớ giả bạn đây. Bạn không phải chầm hớp đứng đây làm gì. Đây, giả bạn đây nhá. Kế bạn cứ nhớ, bạn cứ nhớ đầu của bạn quá cơ. Giờ mà cho bạn vào đây, bạn đi chơi thì có một bạn làm một vòng đấy nhỉ. Này, em ra đây em ơi. Ra đây. Đã về tới nhà rồi. Ôi trời ơi, thôi, thôi, không ai cướp mất của chị đâu mà no à. Các bạn thấy không, đúng là cái con vật mà nhiều khi nó cũng biết cái đồ của nó nhớ đồ của nó đấy. Đi ra đây, đi ra đây. Thôi đi ra, để từ từ để bơ ra đã. Ôi đi ra đây, bơ đi ra đây, bơ ra đây, bơ ra đây để cho xem con vâu nó làm gì. Vâu vào đây, ôn lại kỷ niệm, vào đây, đi vào đây nào. Chú vào đây. Tức là bây giờ là dỗi rồi nhỉ. Tức là đã có cái thằng nó dùng của tao rồi là tao không thèm động vào nữa chứ gì. Được cái dỗi tính giống y chủ. Thôi có lẽ thì mình cũng kết thúc cái chuyện đi tiêm phòng cho cái con cún ở đây. Thì có thể là mình sẽ quay sang cái chuyện con cá cờ thêm một chút xíu nữa, để gửi tới cho các bạn hiểu được cái cảm xúc, cái cảm nhận của những người mà cùng đam mê nhỉ. Rồi để đây. Mỗi một ngày là 3 viên đấy, thoải mái đi em. Thì các bạn thấy đấy, khi vừa nãy mình cũng đã từng nói ở đầu video rồi, mình hạn chế nhất cái mình gọi là cái tầm kinh tế ở trong cái kênh này. Thì mình muốn sử dụng cái từ là trao đổi này sẽ vui hơn. Bởi vì là cũng có thể là các bạn thích cái con cá cờ này, thế nhưng mình lại thích cái con cá khác. Hoặc là các bạn có thể là thích cái con nọ, cái con kia. Thì chúng ta cái kiểu như là mình gọi là trao đổi như chào vừa rồi ấy, mình gọi là giao lưu những cái con vật với nhau. Còn thì cũng có thể là những cái con vật mình vẫn phải bán. Ví dụ như là mình không thể tặng hết được. Thì các bạn thấy đấy, mình đã từng nói rồi. Ví dụ như có những cái con trào màu bạch chẳng hạn. Ồ các bạn bảo anh Long ơi tặng em con trào màu bạch đi. Ôi thôi mình không làm gì được đâu các bạn ạ. Hoặc là anh ơi tặng em con đà điểu đi, mình lại càng không làm gì được luôn. Thế rồi thì anh ơi tặng em con vịt uy nương đi, thì mình cũng không được các bạn. Bởi vì là nói về cái vật chất nó to quá.
thì mình cũng không nói là cái hoàn cảnh kinh tế của mình thế, nhưng mà nó to quá mình không thể làm được điều đó. Thì chỉ có những cái con cá và những cái con vật khác thì cùng đam mê, cùng sở thích, thì mong sao thì đó cũng là cái em tâm sự thật lòng nhất. Còn nếu ai mà hiểu sai thì mình cũng phải đành phải chấp nhận thôi. Còn cái mục đích chính của mình là cùng nhau gìn giữ những cái con vật, rồi thì cùng nhau chia sẻ những cái tình cảm khi chăm sóc những con vật là như vậy thôi. Đó. Thì hôm qua thì mình quay mấy con cá cờ cho các bạn xem, thì hôm nay mình cũng muốn quay cho các bạn xem một chút xíu về, để trở về cái câu chuyện mà mình đã ghi ở trên màn hình gửi tới cho các bạn đấy. Nhiều lắm các bạn ạ. Nhìn thích lắm, nó cứ đuổi theo tay mình đây này. Nó cứ đớp tay mình đây này, nó cứ đớp mình ngang cả tay mình đây này. Giá tay luôn nhá. Trong này của mình thì chắc chỉ độ tầm độ một chút ít thôi. Cũng cho mất mấy cặp rồi. Cho thì mình cũng không có quay đâu. Mình gọi là tặng. Chính xác hơn dùng cái từ tặng. Mình không có quay vì nó cũng ngại, mình ngại lắm. Rồi, chia tay với những con cá cờ thì chúng ta lại trở về với những cái công việc tiếp theo thôi.